Thôi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai MC tài năng chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Gửi lời chào trân trọng đến những khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Và chàng trai bên kia chiến tuyến, em tên là Phạm Thị Nam Phương. Tháng vừa rồi thì em 29 tuổi, nhưng tháng này em đã 30 tuổi. Rồi. Dạ, hiện tại thì em đang làm bất động sản tại Bình Dương và em cũng ở Bình Dương. Thì mục đích em đến chương trình hôm nay hy vọng có thể là đem được một chàng rể thảo về nhậu chung với bố em cho vui. Trời ơi, dễ thương quá. Bố nhậu dữ lắm hả? Dạ không, tại vì thấy nhậu một mình buồn quá. Rồi. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia giới thiệu. Em tên Phạm Khoa Nguyên, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em năm nay 35 tuổi, cũng đang muốn kiếm một nàng dâu cho mẹ. Quê mình ở đâu, đang làm công việc gì em? Em ở Củ Chi, em làm công ty thương mại về bao bì giấy, bao bì nhựa. Công ty của mình luôn hả? Dạ, em ở công ty của mình luôn anh. Trời, giỏi quá vậy ta. Quá ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, có khiếu hài hước. Khi đến chương trình á thì người nhà với là bạn bè cũng có khuyên là thôi đến chương trình đừng, mày đừng có hát nha. Nhưng mà nói chung nhân dịp hôm nay để cho dễ thoải mái, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, mình cứ thể hiện tài năng của mình đi. Đúng. Dạ, để cho chương trình thêm vui vẻ thì em xin tặng mọi người với chàng trai bên kia một bài hát. Trước khi hát thì em cũng xin gửi lời xin lỗi đến tác giả, tại vì em có sửa lời bài hát mà không có xin phép. Rồi. Là cô gái hay thả tinh bay lung tung, bay linh tinh, làm cho tim anh thẫn thờ. Bao ngày nhớ, bao ngày mong. Em cao 1m55, cộng phân quốc thêm 5 phân. Anh ơi có yêu em không? Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì em xin thôi chuyện mẹ cha. Xin rước anh về làm chồng nha. Thương anh để lâu chắc ba đành đòn. Thôi anh ơi ta cưới nhau nha. Ai hi hi, y ha ha. Dễ thương. Em ơi, giờ anh cũng hát tặng em một bài ha. Rồi, làm luôn. Ngộ kỳ thời, con kiến mới leo dây. Nam mô di bố phụ, gặp mặt nhau đây. Chúng này hẹn hò thi chung sắc son. Em ơi, anh vẫn chờ. Em chờ. Rồi, xong. Để anh về thôi với mẹ. Gia duyên ta cưới liền. Cặp này tôi thấy xứng rồi nha. Rồi còn điểm mạnh gì nữa không? Hay có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu là em nấu ăn vạn người chê. Em kén ăn, mà cái kén ăn của em hơi kỳ. Có nghĩa là em ăn bún bò chứ em ăn phở bò. Em ăn bò xào chứ em ăn lẩu bò. Rồi em ăn bò nướng chứ em không có ăn cháo bò. Chị chóng mặt quá. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Dạ, với lại là em nghĩ em có một cái khuyết điểm mà em nghĩ là em ế từ năm này qua năm nọ, mà ế truyền kỳ luôn. Em có một cái tiêu chí chọn bạn trai, em tự đặt cho nó là cái tiêu chí 2X. Ví dụ như là về nhắn tin, em đang làm gì đó, không giấu. Một gạch chéo là 1X rồi. Rồi. Hoặc là sử dụng ngôn ngữ tin cóp, giống như là em đang làm gì đó, em quá, ăn cơm chưa, cơm mà chưa ăn, gạch chéo. Nếu mà qua được cái gạch chéo đầu tiên sẽ đến cái gạch chéo thứ hai. Thì gặp mặt, thì thường gặp mặt á là em gặp mặt em sẽ tạo cho bạn đó một cảm giác nó thoải mái, để cho khi mà con người ta thoải mái thì người ta sẽ bộc lộ một phần cái tính cách con người ta ra. Đầu tiên là hút thuốc, gạch chéo. Rồi, em gạch hoài, chắc em gạch hoài hay chị em ế hoài vậy, ế. Rồi thứ hai là nổ, gạch chéo. Gạch chéo. Thứ ba nữa là nói chuyện kiểu như là có xem vô từ chỉ bảy á chị, gạch chéo. Rồi, không ai có thể vượt qua được cái gạch chéo thứ hai. Rồi, ế luôn. Ế. Hiểu. Còn em trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Em thì em chịu khó lắm. Lập nghiệp được hai bàn tay trắng. Lúc trước thì em ở bên chính. Em chưa có nhà mà em chạy qua Củ Chi em mua nhà. Em thấy nhà xấu quá, thành ra phải đổi cái nhà. Cái em đổi được cái nhà, em đặt xin tiền mua cái... Là cái nhanh nhạy, năng động của mua mình. Mua cái nhà lớn, cái em bán miếng đất rồi mua xe hơi. Quá giỏi. Cái giờ thấy xong giờ kiếm vợ. Còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì giống như là em thích công nghệ quá, thành ra người nó cũng khô khan. Anh thấy em cũng đâu khô gì đâu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu đi, tình trường đi em gái. Tình trường thì em trải qua 3 mối tình. Rồi. Một mối tình từ thời đại học, em quyết định về quê. Thì bạn ở lại thành phố thì dần dần hai người ít gặp mặt nhau. Dạ. Còn mối tình thứ hai là từ hồi mà em đi làm gần nhà. Thì nói chung cũng mai mối cho một cái anh đó. Thì nhà anh đó thì nói chung là giàu có. Nhưng mà em thấy là
ảnh không có chí tiến thủ, không có hướng gì cho tương lai gì hết, ảnh chỉ có đi chơi vậy vậy thôi. Chia tay luôn. Rồi em cũng. Rồi cuối cùng. Cuối cùng thì cũng gần đây cũng có một mối tình nhưng mà nó cũng kéo dài 2-3 tháng, cũng theo tiêu chí 2X này em cũng loại rồi. Rồi xong. Bên trai bên kia mấy mối tình em? Em thì có 2 mối tình nhưng mà mối tình sôi động nhất của em thì cũng cách đây 7 năm rồi. Chị Cát Tường. Cái thời điểm đó thì em cũng mới mua nhà thôi, thành ra chưa có ổn định, chưa có tự tin để lập gia đình, sau đó thì cũng không có gặp được ai. Em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em thì thích bạn gái của em hiền lành, ngoại hình dễ nhìn, cao trên 1m5, da trắng tí. Em thích tiếp giống như bạn Lâm Vĩ Dạ đó. Lâm Vĩ Dạ hả? Bạn gái thì chung là tiêu chí cũng biết nãy giờ cũng nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà về ngoại hình á thì em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, ngoại hình thì cao 1m7, tính điềm đạm, có công ăn việc làm ổn định, với lại đặc biệt là không hút thuốc, tại vì em chịu không được mùi thuốc lá. Ở Bình Dương thì càng tốt. Chào em. Đi qua cầu là tới. Em cao mét mấy? Em 1m61.3 phân. Ờ, đo kỹ dữ vậy luôn á hả? Rồi mình có hút thuốc không? Em không hút thuốc, không uống rượu. Nói chung em chỉ có mê là mê máy tính thôi chị Tường. Thì cũng được. Khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì thích đi ngay đi luôn, thành ra chừng nào cũng được hết. Ngay giờ luôn, lúc nào cũng được hết, mọi thứ sẵn sàng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại em đang sống với ai? Em sống với mẹ em, nhà có 2 mẹ con, em con 1. Thì lấy vợ về là sẽ sống chung với mẹ, sẽ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ăn thua tình yêu em đủ lớn hay không để thuyết phục bạn gái ha? Mình kiếm một công việc gì đó nó phù hợp cho bạn gái gần nhà là được. Cái đó được thôi chị, tại đúng không? Em thì em một mình em set up công ty mà. Rồi, tốt. Dễ. Vậy là hợp lý rồi đó, yên tâm nha. Anh nghĩ bên đàn trai quá ổn rồi, bây giờ đến qua coi mắt đàn gái coi sao nha. Dạ. Chào em gái. Chào dễ anh. Dạ. Mình làm dâu tốt quá đi chứ em. Anh nghĩ rằng là nhà con một mà anh bên đây cũng hiền khô à. Dạ, em nghĩ nếu mà với quan niệm làm dâu thì ngày xưa thì còn sợ thôi. Chứ ngày nay thì suy nghĩ hiện đại hơn rồi. Quan trọng là vợ chồng em đến với nhau có ở được dài lâu hay không. Em với anh này mà hợp nhau á thì em cũng có thể làm dâu được. Được, anh nghĩ được. Quan trọng là mở ra em với anh có cảm xúc gì với nhau hay không. Vậy thôi. Anh nghĩ rằng có cảm xúc đó. Dạ, em có hy vọng như vậy. Ừ. Vậy bây giờ nhìn thử cái hình hồi nhỏ đi. Đó. Rồi coi có cảm xúc hay không là được liền. Đó. Đẹp trai không? Coi đi, coi đi. Thấy chưa? Ngon lành chứ bộ. Hồi này lúc này mấy tuổi hả anh? 15 tuổi. Cái ông 15. 15 tuổi, dạ. Được không em? Dạ nhìn giống trai Hàn Quốc á, em cũng thích Hàn Quốc lắm á chị. Bây giờ bị tàn phá hơn nhiều rồi cưng. À vậy à. Rồi, có hình bằng nữ không? Trời cho bằng nam coi luôn. Đó. Xinh không? Xinh nhìn dễ thương. Được rồi. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bố. Dạ chào chú. Bố đẹp trai quá ha. Chào MC Quyền Linh Tài Ba. Xin chào MC Cát Tường Duyên Dáng. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả trên trường quay hôm nay. Thì Phương ơi, thì bố thế thế này, đến đây thì con cứ trải lòng, không có gì không thể khi mà mình có ý chí quyết tâm. Thì đối với lại cháu trai bên này á, thì bố thấy thì con người cháu thì cũng là rất là chững chạc. Thứ hai nữa là cái chịu khó làm ăn, sau này chắc xây dựng gia đình thì cũng là có trách nhiệm, rồi cũng có cái chia sẻ. Nếu được á thì hai con sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà thành công, có kết quả sau này thì chắc gia đình mình lúc nào cũng vui như Tết. Dạ, chắc không. Cảm ơn gia đình. Em đi với ai? Trời. Em đi với mẹ với lại dì em. À, chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Nguyên, hôm nay ủng hộ con trai đến đây tham gia chương trình. Nói riêng với lại cháu Phương, không sợ gì đâu, chúng ta sẽ là người nhà. Người nhà thì sẽ thương yêu nhau, không lo lắng một điều gì hết. Cô sẽ ủng hộ con hết. Hay dạ, quá. Cảm ơn cô. Bây giờ vậy nè cô. Cô với cô bên đằng trai, hai người đứng lên giao lưu chút đi. Đó, mình bắt tay nhau cái đi anh chị. Biết đâu sau này cô là Suya đó. Đó, bên đằng gái, đằng trai gặp nhau. Đằng trai nói chút xíu với đằng gái đi. Xin chào hai anh chị. Có thể gọi hơi sớm một chút. Chúng mình sẽ là Suya với nhau. Tôi rất là mong muốn cái điều này. Rồi anh chị cũng yên tâm. Gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con thôi, mà tôi cũng rất là dễ chịu, không có gì phải lo lắng cho cháu hết. Xin cảm ơn chị. Rồi, bên đàn gái nói chút đi. Thật sự là
Tôi cũng rất vui và phấn khởi đến với chương trình này. Thì tôi nghĩ cái chương trình này phải thêm được một cái cụm từ nữa, chương trình là nhịp cầu nối những bờ vui và hạnh phúc. Tôi cũng có xem qua cái chương trình này thì tôi thấy là rất ý nghĩa, tạo điều kiện rồi cho các đôi lứa được coi như là giao lưu với nhau. Thì cũng nhờ coi như MC Quyền Linh, MC Cát Tường mát tay, tôi xem tôi rất thích. Mà mỗi lần xem là tôi trẻ ra mấy túi nữa. Hồi nãy Quyền Linh khen tôi đẹp trai đúng không? Đó, nhờ cái chương trình như đấy. Vâng. Thôi bây giờ nói chuyện về người nhà mình. Thì nếu mà các cháu sau này mà tìm hiểu thì cũng mong được cái sự giúp đỡ có thể đối với gia đình để cho các cháu có cái thời gian tìm hiểu với nhau. Thì cũng tôi đồng ý ngay. Dạ dạ. Cảm ơn hai gia đình ạ. Rồi bây giờ gia đình là ủng hộ nhau hết trơn rồi ha. Yên rồi, tâm mẹ chưa? Chồng quá dễ thương luôn, thấy chưa? Mở rào. Bây giờ chuyện còn lại là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Rồi xin mời hai bạn. Dạ em hôm nay nhân dịp đến chương trình thì em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Đây cũng là thông điệp em muốn gửi đến anh. Anh đọc 4 câu đó là thông điệp em gửi đến anh hôm nay. Những sóng gió cuộc đời xin em đừng gục ngã. Anh sẽ làm tất cả chỉ cần ta yêu nhau. Anh thấy rất thích về ý nghĩa. Cảm ơn anh. Ngoài cuốn sách này thì em cũng có một cái món quà này chỉ dành tặng riêng cho anh thôi. Anh chú ý lắng nghe em. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay không cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Đi luôn hả? Đi luôn hả? Ê, dạ, dạ, dạ chưa được. Dạ, em quên, em nhập tâm quá. Ngồi, ngồi đi cưng, chưa dạ. Đâu, chưa có đi rồi. Được đâu. Chưa bấm nút mà rồi đi rồi. Anh cũng biết Khiêu Vũ, có thể mời em Khiêu Vũ. Khiêu Vũ hả? Dạ. Em không biết Khiêu Vũ không? Anh chỉ em dạ. Anh chỉ em cũng được ha. Dạ. Cần nhạc không? Cho em bài nhạc Rumba đi. Rumba, vô. Trời ơi sao khổ quá, chóng mặt quá à. Hồi cổ xỉu giờ. Thôi về luyện thêm. Cặp này về vui rồi nha. Vui. Rồi cảm nhận về nhau đi hai bạn. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Về anh thì hơi thấp á, thì theo em thì thấy có hợp với lại cái ý nghĩ ban đầu của em không? Dạ thì nói chung ở bên kia thì em nghĩ anh khác lắm. Tại nhìn cái hình á thì em nghĩ là anh hơi cao nhưng mà to có đen có đi có nhưng mà thơm, hơi thơm, không có hôi thơm. Thì anh cũng vậy. Tiếp cận em mà anh cũng thấy ok không, thấy nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chuyện hẹn hò mình như thế nào nè, một tuần gặp nhau hẹn hò đi chơi cái nhau bao nhiêu lần? Công việc của em thì thường cái thời gian rảnh của em sẽ như thế nào? Em thì bất động sản thì nghề của em nghề tự do nên em cũng rảnh nhiều. Ví dụ như sáng thì em đi làm giờ hành chính là đến 5 giờ thôi. Nói giờ hành chính vậy thôi nhưng mà ngành của em sale nên chạy bên ngoài thôi. Hai bạn hãy nói một câu gì đó thật tình, trong lòng mình nghĩ về đối phương lúc này như thế nào để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh thì đến chương trình thì anh cũng có mục tiêu rõ ràng, thì thấy em cũng có mục tiêu cũng tốt. Mình hợp với nhau thì hãy cho nhau cơ hội, rồi sau chuyện gì tới thì cứ tới, mà tới nhanh cũng được. Dạ. Em nói chung là nào giờ khó nào giờ rồi thì thôi coi như là đây là một cái cơ hội đấy, cho tự cho mình một cái cơ hội, cho anh một cơ hội, cho em một cơ hội và cho chúng ta một cơ hội đấy. Đúng rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm này hai bạn. Rồi chúng ta đã có một khoảng thời gian ha, ngắn nhưng cũng vừa đủ để tìm hiểu nhau, trò chuyện với nhau. Bây giờ cái quan trọng là sự quyết định của hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nhé. Chúng ta nhắm mắt lại. Nãy giờ mình có thể nói chơi vui, nhưng bây giờ là phút thiêng liêng nhất, kiểm tra con tim một lần nữa nha các bạn. Tim rung động thì bấm, không rung động
để dành cho người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau nào. Đó. Bây giờ xin hai bác đi. Bắt đầu từ hôm nay mình chính thức hẹn hò với nhau. Hứa với hai bác những điều gì? Dạ, con xin phép hai bác từ nay sẽ hẹn hò với em. Sau này nếu có thành đôi cũng sẽ quan tâm lo lắng cho em, cũng gắng noi theo gương của hai bác. Rồi. Đây là... Anh vui lòng giới thiệu một chút về bản thân nha, về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào anh ha. Rồi anh mời anh ạ. Anh tên là Lê Trọng Trí, sinh năm 1990, quê là ở Bình Thuận. Thì lúc trước thì em làm, lúc mà đăng ký chương trình thì em đầu bếp. Nhưng mà hiện tại thì em nghỉ đầu bếp, em làm buôn bán tự do là chị. Buôn bán về cái gì anh? Cà phê chị. Ừ. Anh mà tự mở quán hả? Hiện tại thì chưa có mở quán, mới bán thịt đường quay à. Ừ. Rồi, anh hiện tại là anh đang làm việc ở đâu? Em đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa hôm nay. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh ha? Cái những công việc đều biết một ít. Như là biển, mình có chơi thể thao không anh? Thể thao thì lúc trước có chơi nhưng mà từ khi đi làm giờ cũng ngưng rồi. Ừ, mình có nấu ăn rồi văn nghệ ca hát rồi hút thuốc uống rượu gì không anh? Nấu ăn thì cái nghề đó là nghề của em rồi. Ừ. Có chơi guitar. Ừ. Hút thuốc thì không, nhậu nhẹt thì lâu lâu uống lon hai lon thôi à. Ừ. Anh ngày xưa làm đầu bếp á. Ngày xưa làm đầu bếp thì anh là chuyên về món Âu, món Á à? Món Á chị. Làm trên lúc đó em làm trong mấy cái cửa nhà hàng trong siêu thị á. Dạ. Rồi, vậy thì chơi guitar chắc là cũng biết ca hát đúng không? Dạ, cũng hát sơ sơ. Mà chưa cũng thích hát bên bolero thôi ạ. À. Rồi, còn điểm mạnh gì nữa không anh? Về bản thân của mình, ngăn nắp, gọn gàng, tự tin khi giao tiếp hay sao không? Khi tự tin thì tùy cái. Cái những cái nào mình biết thì mình rất tự tin, nhưng mà cái nào không biết thì nhát lắm chị. Chìm luôn rồi. Rồi, điểm yếu của anh là gì ha? Có thể là chắc là cho mọi người là hơi khó tính. Hơi khó tính trong vấn đề gì ạ? Có thể là tất cả mọi chuyện luôn. Công việc, tình cảm hay là cái vấn đề khác, chuyện gia đình rồi vậy. Rồi vậy thì anh kể cho em nghe. Rồi chị thì còn ngoài cái khó tính thì anh còn cái gì nữa không ạ? Anh còn những cái gì nữa không ạ? Còn không còn kết bạn. Những tên là gọi đâu còn kết bạn đâu. Dạ, bây giờ nghĩ cũng chưa ra, chưa biết nói sao luôn. Mà nhắn rồi chứ biết còn với tôi học á. Rồi mình trải qua mấy mối tình rồi anh? Lúc mà đăng ký chương trình là chưa có mối tình hết, nhưng mà sau 2 năm thì có quen một mối. Có một mối tình? Dạ. Quen cũng gần được. Rồi. Quen cũng gần được 3 năm. Dạ, đúng rồi. 3 năm. Rồi lý do vì sao mình lại chia tay nhau vậy anh? Thì đó đi ba mẹ bắt về quê sống ở ngoài Bắc á. Nhìn như đây con có không? Không có vô đây lại nữa nên chia tay. Nhưng mà trước khi đi thì kiểu như hai người có hứa hẹn này kia không, hay là thấy về Bắc nên là cũng nghĩ cũng chia tay luôn? Trước khi về Bắc thì vẫn còn quen cỡ cũng khoảng mấy vài tháng, nhưng mà sau đó thì mới là chia tay. Rồi vậy thì bây giờ anh muốn tìm mẫu bạn gái làm sao ạ? Về ngoại hình, công việc, tuổi tác làm sao ạ?
cho nên là tới nay mày nói đi để con hơi phải hiện thì chỉ cần dễ nhìn để con hơi mới vô tuổi tác thì nhỏ ngam là được. Vậy là bây giờ mày xin nếu được ra được thì tốt nhất thì hợp tuổi với anh như là 98, 94 rồi vậy. Rồi còn gì nữa anh cứ chia sẻ hết đi nha, thoải mái chủ động chia sẻ nha. Công việc thì cái đó em không yêu cầu, công việc gì là công việc diễn được, mà miễn sao đừng có làm những cái gạch mà nhạy cảm là được rồi. Tùng miền này kia có yêu cầu gì không? Với lại nếu mà bên đạo được thì tốt, tại vì em bên đạo Thiên Chúa. Anh thu nhập một tháng trung bình có là bao nhiêu vậy? Người nào sao nhắc người ta ok rồi, cái tiền tiền là khoảng 10 triệu tới 12. Anh nói cái gì để nhìn cảm đi. Dạ. Nhưng mà bây giờ kinh doanh tự do thì nó bấp bênh quá. Tại dịp nữa. Tôi biết rồi. Rồi anh còn yêu cầu gì bạn gái nữa không anh ơi? Nếu được thì có dịch thể về làm dâu Bình Thuận. Làm dâu Bình Thuận thì dạ. Tại ba mẹ em cũng lớn á. Nhà em thì cũng đông anh em nhưng mà chỉ có em con trai mà nhưng mà có sống hòa hợp được với ba mẹ nên mấy chị em cũng muốn em về sống với ba mẹ hơn. Thì cũng muốn kiếm người về ở làm dâu ở quê được. Cái đó thì sau này cái đó giờ á, cái điều kiện của em như vậy á thì nó rất là khó nha. Tại vì ví dụ như bây giờ công việc của em thì đang không có nè, đang coi như thất nghiệp nè, rồi còn muốn bạn gái có đạo nè, rồi làm dâu Bình Thuận này kia nữa, thì bây giờ hỏi em là cái cô đó bây giờ cổ cũng kiếm một cái cô thất nghiệp như em đó, hay là bây giờ có công việc thì là khó rồi, người ta không chịu cái anh chàng thất nghiệp đâu. Thì em sẽ hoặc là có cái dự định tính tương lai, hoặc là làm bao nhiêu năm tiền bạc mình tích góp, hay cái hướng mình về quê mình sẽ làm cái gì không? Hiện tại cái đó, cái hướng là mấy anh chị đang muốn anh về quê sống với ba mẹ, thì cái đó là về là về chăm sóc ba mẹ thì chị hiểu, nhưng mà về làm cái gì để có tiền để mà còn lo cho gia đình cuộc sống nữa chứ, ví dụ giờ về quê mà em không có nghề nghiệp gì thì em ăn bằng cái gì? Không lẽ anh chị nuôi em? Cái định hướng tương lai của em là hiện tại là qua Tết là em sẽ vào Biên Hòa lại, em mở quán cà phê, Biên Linh cà phê. Rồi khi nào về Bình Thuận? Cái đó thì tùy, tại vì nếu mà làm ăn ở trên này không được thì em mới rút vô Bình Thuận. Đó, cái đó bây giờ người ta lấy chồng là người ta muốn sự ổn định, mà cái công việc của em chị thấy chưa ổn định gì trơn, còn chưa biết làm được hay không, Biên Hòa rồi ai theo em. Để ví dụ như bây giờ em nhất định là em sẽ ở Biên Hòa thì chị sẽ kiếm mấy cô nhà ở Biên Hòa luôn đó, rồi em ở đó em làm rể hay gì đó không biết, tại mình chưa có nhà thì mình có thể ở nhà vợ thế, nhưng mà rồi cục nhau người làm ăn đó. Cái mà yêu cầu về Bình Thuận, cái đó là không có bắt được, ví dụ nếu được thì tốt, còn không thì thôi, cái đó là không bắt được chị, hoặc là Biên Đạo cũng vậy, cái đó là nếu được Biên Đạo thì tốt, còn không thì thôi, chứ cái đó là không bắt buộc. Mình sẽ đưa ra những cái tiêu chí mà gọi là nó bắt buộc, mà những cái tiêu chí gì có thể gia giảm lại được ha. Ví dụ như em nói vậy thì ok, tụi chị biết để tụi chị cân nhắc thôi. Nhưng mà bản thân mình á là bây giờ mình lấy vợ thì cái cô gái em cũng phải hiểu cái tâm lý người ta, là cũng cái người đàn ông công việc ổn định đó, ai cũng thích công việc ổn định hết trơn á. Dịch này biết là khó khăn, nhưng mà bây giờ nếu em chưa sẵn sàng thì mình từ từ cũng không sao. Cái vấn đề này á thì em cũng chia sẻ một chút, là lúc trước em cũng bị nhiều người nói là em không có công việc ổn định. Đó cũng cho em bị cái vấn đề này á, nhưng mà tại vì em cái quan điểm của em là nó khác với người ta. Quan điểm em nào? Em không muốn đi làm thuê cho người ta, nhưng mà kiếm một công việc thu nhập hàng tháng ổn định như vậy rồi cứ nó không có gọi là không làm giàu được, người ta kêu là thị trường bất phú, nên em sau khi làm thuê một thời gian mới rút ra khỏi cái vấn đề làm thuê để làm công ăn lương, thì em mới bươn chải đi làm đi kinh doanh.
Rồi, nhưng mà cái vấn đề kinh doanh của em thì em đã có kinh nghiệm gì để em có thể là em làm chưa? Chứ ai lúc năm 2017. Năm 2017 thì em cũng có mở một quán cà phê kinh doanh hợp đồng được 1 năm. Thì gọi là chỉ đủ duy trì nên em quyết định sang lại cho người ta. Rồi lúc đó em đi quay lại đi làm bếp lại để tiếp tục ít vốn nữa. Trong thời gian tới từ đó tới đây thì cũng đi buôn bán một số vấn đề, một số thứ khác. Rồi cũng đi làm bếp lại. Giờ cũng có một gọi là ít vốn sơ sơ để mà ra mở quán lại. Nó không phải cái việc là ai cũng muốn làm chủ hết, nhưng mà bây giờ mình đã sẵn sàng cho cái việc làm chủ chưa, chứ không phải chỉ có mở lên rồi lại đóng cửa. Đó. Và em định hướng nó phải rõ ràng, ví dụ bây giờ về quê hay là không về quê, ở đây thì lập nghiệp. Chứ còn người ta nói an cư mới lập nghiệp, mà em cứ thôi ở lại đây vài tháng rồi về quê, chị đảm bảo không có làm cái gì mà nó lâu bài, lâu dài được hết trơn. Em ở đây thì em vô bên Hòa thì từ năm 2019, em vô bên Hòa học từ năm 2019 là cái đường rút về quê là từ khi ở đây mà em làm ăn không được ý quá em mới rút về quê. Đó, tại vì em nói gia đình mà giống như giao cho em cái nhiệm vụ là chăm sóc ba mẹ đúng không, anh chị em gì đó. Cái đó là anh chị em mong muốn, chứ không phải là bắt em về quê. Cái đó là vẫn thuộc là quyết định của em. Tại vì nhà em không phải là chỉ có em là con trai. Nhà em cũng lại thành ra là em lại đưa cái tiêu chí đó vào trong cái việc mà kiếm người yêu. Bây giờ mình cứ kiếm trước đi, công việc làm ăn như thế nào cho nó ok, nó ổn định hay không, rồi xong rồi mình tính tiếp. Chứ chưa gì mà chị nói, em nói ra như vậy là cô đó cũng ngán liền. Công việc ta đang ổn định ở đây, người ta đâu có chịu đi, hiểu không? Cái đó mình hiểu tâm lý của cô gái để mình biết mình nói đó. Chứ còn người ta thương em thì đi đâu mà bây giờ làm ăn được tốt thì người ta đi thôi em, không có gì khó hết á. Với lại cái lúc trong cái lúc này mà em tại vì em đăng ký là từ 2015-16, nhưng mà thấy lâu quá không có thì lúc đó cái tiêu chí của em là nó khác. Nhưng mà tiêu chí thì sao? Tại vì lúc đó em nhất định là chưa quen ai hết, nên em cũng quan trọng vấn đề là chi tiết đó. Lúc mà có tiêu chí của ai thì em cũng có nói vấn đề đó, nhưng mà đối với em bây giờ thì không có quan trọng vấn đề đó nữa. Ủa sao tự nhiên em thay đổi vậy? Thì trải qua 30 năm với lại cũng có quen một mối tình rồi thì cái suy nghĩ tình cảm nó khác chị. Rồi ok, chúc mừng em. Có dần dần mình sẽ tưởng trưởng thành lên rồi đó ha. Rồi là được rồi. Trong cái lúc mà em sự nghiệp chưa bị gì này. Nếu mà có cái người mà đồng ý quen anh thì có đó là cùng em xây dựng lên cái sự nghiệp riêng của mình á, thì cái đó là điều em mong chờ nhất. Mình phải làm sao cho người ta thương mình, chứ không phải ngồi đó rồi người ta lỡ người ta thương mình đâu. Mà chị đang hỏi em có cái gì để mà người ta phải thương em? Thì đối với về tiền tài vật chất thì hiện tại thì em không có gì hết. Thì bây giờ giống như giờ cái công tác em sẽ tiếp tục như thế nào? Mình thuyết phục người ta là ở cái bản lĩnh mình, trong cái cách mình nói chuyện nó quyết đoán, nó tự tin, hay là nó có một cái định hướng về kinh doanh hay là lập nghiệp của mình một cách rõ ràng để người ta cảm thấy tin tưởng. Đàn ông gọi là phụ nữ ta yêu bằng lỗ tai nè. Cho nên em không biết em làm được hay không, nhưng trước hết em nói phải được cái đã. Còn em nói không được luôn thì thôi khỏi bước qua cái giai đoạn làm được. Đó, nói không được là tự như là cô đó cô không chọn em rồi. Đúng không? Còn mình muốn một cái cô gái tốt, cô gái ok, mà càng một cái người mà em càng mong muốn gọi là ở một cái mức gọi là càng tốt càng hoàn hảo chị, em không dĩ nhiên không có hoàn hảo đâu, nhưng mà ở một cái mức cao hơn thì mình cũng phải phấn đấu, để mình cũng phải tương xứng người ta thì mình mới gặp được đó, đúng không? Còn nếu không thì chị đảm bảo, với chị nhìn em như vậy thì chị đảm bảo ra ngoài cũng có nhiều cô, tại em không chịu thôi. Ai cũng nói đúng gì không? Vậy hết mà ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thực tế nó không có. Tại vì lúc trước á thì em làm bếp á, trong môi trường bếp á tiếp xúc với con cái rất là ít.
Còn mấy những năm gần đây thì anh tiếp xúc con gái toàn là lớp tuổi toàn là 2002 không ạ. À, nó kêu em bằng chú. Còn cái lúc mà em đang kinh doanh riêng, ra tự làm ăn á, thì càng ít tiếp xúc với phụ nữ nữa, nên khó. Ai cũng nhìn vào cũng nghĩ em là cũng quen nhiều, thực ra khó. Ừ. Là cái tiêu chí mà bắt buộc của em lựa chọn á, cái người đó sống phải biết điều. Rồi, gì nữa không em, yêu cầu gì nữa không? Biết kìa. Đối tốt với cái người mà người lớn tuổi ấy, chị. Vậy thôi, còn mày thì chỉ cần là dễ nhìn. Không mặc quá là được. Rồi ok em, được rồi, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại nói chuyện thêm với mình nha. Hôm nay cast thì cast tập trung đông người cho nên là mỗi bạn chỉ có một thời gian ít thôi nha. Rồi xong rồi đó, cảm ơn em mấy bạn. Rồi em kết thúc cuộc gọi giùm chị nha. Cảm ơn. Dạ rồi anh ơi, anh nhấn nút đỏ kết thúc giúp em nha.